chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau hai người hành á tránh sao tuổi hờn. Hẹn gặp nhau đây đến khuya lá đổ sương giăng kín mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em dần hơn anh chăng. Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy soi bóng. Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân. Bởi vì ngày hôm nay em được đứng đây và hát với anh ca khúc rất là mới đối với em, bài hát Tạ Từ Trong Đêm, và được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả quý vị. Em cũng không biết nói gì hơn, em mong rằng và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, ngày càng hát hay hay nhiều hơn nữa. Anh xin cảm ơn em rất nhiều. Thật sự mà nói là anh cũng rất là vui khi được hát chung với em. Và... Hà Thanh Xuân có đẹp không quý vị? Xin cho Hà Thanh Xuân một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và Hà Thanh Xuân kính chào tạm biệt quý vị ạ.
Kính thưa quý vị, sau đây là một nhạc phẩm đầu tiên và đầu tay của Đăng Nguyên sáng tác. Nhạc phẩm này Đăng Nguyên được hân hạnh hát chung với là một nam ca sĩ hot, rất là hot nhất của Trung Tâm Asia. Và nam ca sĩ này là một người giọng rất là hiếm có. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón nam ca sĩ Lâm Nhật Thiên. Và bài hát đó được mang tựa đề Một Lòng Yêu Em. Xin quý vị nhé.